Hỡi ý suy niệm lời Chúa. Chủ nhật thứ sáu phục sinh, năm A. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương thứ 14, từ câu 15 đến câu 21. Chúng ta đang suy niệm một đoạn của diễn từ trong buổi tiệc ly. Tâm sự của Chúa Giêsu chảy ngọt những lời yêu thương sâu đậm, những lời trối trang ân tình. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì sẽ giữ các điều răn của Thầy. Yêu mến Thầy không chỉ là nói mà làm. Tình yêu đích thực là làm những gì mình, người mình yêu mong muốn. Những lời nói yêu thương ngọt ngào thế nào chăng nữa mà chẳng đi đôi với việc làm thì chỉ là sáo ngữ, không thuyết phục. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, Ngài để chứng tỏ tình yêu của Ngài bằng cả cuộc sống. Ngài đã làm mọi sự vì chúng ta mà thôi. Ngài đã yêu Chúa Cha bằng cách vâng phục Chúa Cha một cách trọn hảo. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài như Ngài đã yêu Chúa Cha. Ngài không cần những tiếng nói dù ngọt ngào đến đâu. Ngài chỉ muốn chúng ta chứng tỏ tình yêu bằng hành động, bằng thực tế. Chính Ngài đã nói, không phải những kẻ nói là Chúa mà vào được nước trời, mà những kẻ thi hành ý của Cha ta trên trời mới vào được. Chúng ta đã yêu mến Ngài như thế nào? Hay chúng ta giống như dân Do Thái xưa, bị Chúa luôn quả trách là dân cứng cổ, như con ngựa bất kham, như người đàn bà không trung tín, chỉ thờ Chúa bằng môi, bằng miệng mà lòng vẫn cách xa, nói thì nói đạo đức mà lòng thì nham hiểm ác độc, ganh tị kiêu căng? Chúa đang mỏi mắt tìm kiếm những người tôn thờ Chúa trong thánh thần và sự thật. Những người yêu mến Chúa hết lòng hết sức được mấy người? Ai yêu mến Chúa thật tình thì Chúa hứa sẽ ban cho họ một đấng bảo trợ khác ở với anh em luôn mãi. Đấng bảo trợ là đấng an ủi, binh vực, nâng đỡ chúng ta. Ngài được Chúa Giêsu gọi là thần khí sự thật. Ngài ở giữa anh em và ở trong anh em. Đối với các tông đồ, đây chỉ là lời hứa. Nhưng ngày lễ ngũ tuần, lời hứa này đã được thực hiện một cách sung mãn. Đối với chúng ta, lời hứa đó cũng được thực hiện. Chúng ta đang ở trong thánh thần. Giáo hội đang sống trong thánh thần. Ngài âm thầm hoạt động, mặc dù chúng ta không thể thấy rõ những hoạt động của Ngài. 20 thế kỷ, thánh thần Chúa vẫn bảo vệ giáo hội. Và ngay hôm nay, trong một thế giới đầy hỗn loạn và không tin, giáo hội vẫn luôn là ngọn đèn cho mọi người, cho thế giới. Chúng ta không quen lắm với Chúa Thánh Thần, nhưng Ngài vẫn ở trong chúng ta, soi sáng tâm trí chúng ta và giúp chúng ta tiến sâu vào tình yêu. Thánh Phaolô nói đến Thánh Thần gần như trong tất cả các thư của Ngài. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần và Thánh Thần đang ngự trong anh em sao? Thánh Thần đó dạy chúng ta cầu nguyện vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Thế gian không biết người, nhưng anh em biết người vì người ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúng ta không thấy Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn ở với chúng ta. Nếu tìm lại trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Ngài gần như luôn có mặt và hoạt động. Ngài hoạt động ngay từ khi tạo dựng vũ trụ. Ngài bay là trên mặt nước trong cảnh hỗn mang ban đầu. Ngài làm cho thế giới thành hình với muôn tạo vật trong trật tự. Ngài nói qua miệng của các ngôn sứ, những con người dốt nát hèn yếu như chúng ta, soi sáng cho họ biết nói gì để đánh thức dân cứng đầu cứng cổ là dân Do Thái, dạy họ tuân giữ giao ước mà Chúa đã thương ban cho họ. Những lời kinh trong Thánh Bình phải chăng là những lời được Thánh Thần soi sáng để trở thành lời nguyện cầu của dân Chúa hôm qua cũng như hôm nay? Tuyệt tác của Thánh Thần là việc nhập thể của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong công việc này như là tác giả, đấng sáng tạo. Ngài đã đến trên Maria, một cô gái quê tầm thường, đã làm cho nàng trở thành mẹ Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà. Ngài đã đến soi sáng cho nàng hiểu công trình của Chúa để nàng cộng tác với tất cả lòng biết ơn. Xin Chúa cứ thực hiện nơi tôi những gì Ngài muốn. Nàng đã đáp lại tiếng gọi của Chúa để mang đến cho chúng ta ngôi lời.
nàng đã cưu mang sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa, tất cả đều do Thánh Thần. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta càng thấy rõ hơn hoạt động của Chúa Thánh Thần. Gần như Chúa Giêsu luôn luôn hoạt động cùng với Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người. Ngay khi còn trong lòng mẹ, Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho bà Elizabeth nhận ra mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, và Gioan Đại Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng ta thấy rõ nét nhất mối liên hệ của Chúa Thánh Thần với Chúa Giêsu lúc Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu. Khi Ngài vào hội đường Nazareth và đọc lời tiên tri Gia-gia, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi. Và sau đó Ngài tuyên bố một cách rõ rệt: hôm nay ứng nghiệm lời anh em vừa nghe đọc. Chúng ta không thể kể hết những hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Chúa Giêsu, nhưng chúng ta có thể thấy được sự kết hợp mật thiết giữa Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đọc lại sách Tông đồ Công vụ, chúng ta càng thấy rõ vai trò của Chúa Thánh Thần trong giáo hội sơ khai. Gần như Thánh Thần điều khiển tất cả, hướng dẫn tất cả mọi hoạt động của giáo hội. Sách Tông đồ Công vụ được xem như tin mừng của Chúa Thánh Thần, và cho đến hôm nay, giáo hội luôn được Thánh Thần Chúa yểm trợ trong hành trình về quê trời. Nhìn sơ lược những hoạt động của Chúa Thánh Thần để thấy rằng Ngài vẫn yểm trợ chúng ta, Ngài thay thế Chúa Giêsu và tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Giêsu cho đến tận thế. Chúa nói: Thầy không để anh em mồ côi, là như thế. Chúa Thánh Thần sẽ ở với chúng ta, thay cho Ngài để giúp chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Thánh Phaolô đã nói: ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, người ấy không thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta thấy tại sao Chúa Giêsu trong giờ phút từ biệt các môn đệ để đi vào cuộc khổ nạn, Ngài đã nói đến Chúa Thánh Thần như đấng sẽ thay thế Ngài, chăm sóc đoàn chiên nhỏ bé của Ngài. Chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần, vì không có Ngài, chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, không thể nào giữ các điều răn của Chúa, không thể trở nên con của Chúa Cha. Hãy sống trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, và như Thánh Phaolô căn dặn, đừng dập tắt Thánh Thần, nhưng luôn sống trong Ngài, nghe theo những thúc đẩy của Ngài, chúng ta mới thực sự là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, như Chúa Giêsu đã nói: ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình cho người ấy. Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng hơn thế nữa, Ngài còn ở với chúng ta nhờ Thánh Thể. Chúng ta luôn được nuôi dưỡng bằng của ăn hằng sống này. Của ăn này từ Thánh Thần mà đến, vì chính Thánh Thần biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa, chứ không do linh mục. Sống trong Chúa nhờ Thánh Thể, như Chúa đã nói: Thầy sống thì anh em cũng được sống. Chỉ khi nào chúng ta kết hiệp mật thiết với Ngài, chúng ta mới đủ can đảm trung thành. Linh mục trọng.